ứng dụng cuối cùng của hệ phương trình bậc nhất ba ẩn chúng ta sẽ tìm hiểu liên quan tới bài toán kinh tế cụ thể là cân bằng cung cầu vậy cân bằng cung cầu ở đây là gì thì các bạn sẽ quan sát vào ví dụ sau đây thầy có ba mặt hàng là thịt lợn thịt gà và cá nếu bây giờ giá thịt lợn tăng trong khi giá thịt gà và giá cá giảm đi thì sẽ rất dễ hiểu là người tiêu dùng sẽ có xu hướng giảm mua thịt lợn thay vào đó người ta sẽ mua thịt gà và cá như vậy trong thị trường mà có nhiều mặt hàng thì giá cả của mặt hàng này có ảnh hưởng tới giá cả của mặt hàng khác và giá cả của hàng hóa thì ảnh hưởng đến lượng cung lượng cầu của thị trường các bạn có thể hiểu đơn giản cung là cung cấp tức là nguồn hàng còn cầu là nhu cầu của người tiêu dùng và khi phân tích hoạt động của thị trường hàng hóa các nhà kinh tế sẽ sử dụng hàm cung và hàm cầu để biểu thị sự phụ thuộc của lượng cung cầu vào giá hàng hóa. Nên đặt ra việc giải các bài toán cân bằng giữa cung và cầu. Bài toán đó thì thường dẫn tới việc giải hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn. Để cụ thể với bài học của chúng ta thì thầy sẽ xét đơn giản là trên thị trường có 3 loại thực phẩm thôi, là thịt lợn, thịt gà và cá, giống như trong ví dụ này. Thì khi thịt lợn đắt, thịt gà và cá rẻ thì tất nhiên xu hướng sẽ là giảm mua thịt lợn và tăng mua thịt gà và cá. Vấn đề là việc tăng và giảm giá đó đạt tới những con số nào thì thị trường sẽ được giữ ổn định và cân bằng. Đó chính là nội dung ta tìm hiểu trong bài học này. Trước đó thầy sẽ giới thiệu cho các bạn các hàm cung và hàm cầu là gì. Thầy ký hiệu XYZ lần lượt là giá của 1kg thịt lợn, thịt gà và cá hồi. Tất nhiên XYZ phải lớn hơn không và đơn vị là nghìn đồng. QS1 thầy gọi là lượng thịt lợn mà người bán chấp nhận bán với giá x. Tương ứng QD1 là lượng thịt lợn mà người mua chấp nhận mua với giá x. Lần lượt QS2, QS3 là lượng thịt gà và cá hồi mà người bán chấp thuận bán với giá y, giá z. Tương ứng có QD2, QD3 là lượng thịt gà, cá hồi mà người mua chấp nhận mua với giá y và giá z. Như vậy, ta sẽ có các mức giá x, y, z và các hàm qs1, qs2, qs3 là lượng thịt cá chấp thuận bán. Còn qd1, qd2, qd3 là lượng thịt cá chấp thuận mua. Ba hàm qs này thì đều phụ thuộc vào x, y và z, ta gọi đó là các hàm cung. Qd1, qd2, qd3 cũng phụ thuộc vào giá x, y, z, ta gọi đó là các hàm cầu. Trong đó các bạn phải chú ý nhé QS1, QS2, QS3 thì phụ thuộc vào cả ba biến là X, Y và Z Vậy thì thầy giả sử hàm cung QS1 là A1X cộng B1Y cộng C1Z cộng D1 Tương tự với QS2 và QS3 Hàm cầu thì cũng liên hệ, cũng phụ thuộc cả ba biến giá X, Y, Z Khi đó, để thị trường đạt được sự cân bằng giữa cung và cầu Thì thuận mua vừa bán, lượng cung và lượng cầu phải bằng nhau với thịt lợn đi. QS1 phải bằng QD1. Thịt gà thì QS2 phải bằng QD2. Và QS3 phải bằng QD3. Và hệ phương trình đó được gọi là hệ phương trình cân bằng cung cầu. Như vậy, trong phần 4 này, để tìm các biến giá X, Y, Z đảm bảo được sự cân bằng giữa cung và cầu, ta sẽ đưa về bài toán tìm nghiệm của hệ phương trình cân bằng cung cầu. Chính là hệ phương trình các bạn đang quan sát được ở đây thầy sẽ lấy ví dụ cụ thể nếu như hàm cung thịt gà là QS1, hàm cung cá hồi QS2, hàm cung thịt lợn QS3 tương ứng với hàm cầu QD1, QD2, QD3 như ở trong bảng này thì các bạn sẽ giải cho thầy hệ phương trình cân bằng cung cầu. Trước tiên chúng ta sẽ phải xác định được hệ phương trình đó là gì đã. Thì đơn giản các bạn chỉ cần cho QS1 bằng QD1 tức là âm 120 cộng 2x bằng 190 trừ 3x cộng y trừ z. Tương tự ta có phương trình thứ hai và phương trình thứ ba. Sau đó các bạn chuyển vế, đưa hết x, y, z sang vế trái, còn lại sang vế phải thì ta sẽ thu được. Với phương trình thứ nhất là 5x trừ y cộng z bằng 310. Phương trình thứ hai, 2x trừ 3y trừ z bằng trừ 640 và x cộng 2y trừ z bằng 470. Nhiệm vụ còn lại thì đơn giản rồi. Giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn trên, ta sẽ tìm được x là 90, y là 240 và z là 100. Đó cũng chính là mức giá tương ứng với thịt gà, cá hồi và thịt lợn. Như vậy giá thịt gà sẽ là 90.000 đồng 1 kg, cá hồi là 240.000 đồng 1 kg, còn thịt lợn là 100.000 đồng 1 kg chính là giá cả hợp lý nhất để đạt được sự cân bằng giữa cung và cầu trên thực tế thì thị trường hàng hóa rất phức tạp vì có nhiều mặt hàng hơn như thế nên hệ phương trình cân bằng cung cầu sẽ là một hệ phương trình nhiều ẩn và nhiều phương trình và bên cạnh đó thì giá cả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa chứ không chỉ là quan hệ cung cầu tuy nhiên qua ví dụ này thì các bạn đã thấy được vai trò quan trọng của hệ phương trình và cũng xuất phát từ những bài toán đơn giản với ba mặt hàng như thế này, chúng ta có thể ứng dụng tương tự với các bài toán phức tạp hơn. Tiếp tục với ví dụ thứ hai, cũng là một bài toán liên quan tới kinh tế. Thầy có mô hình cân bằng thu nhập quốc dân, trong đó thầy sẽ giải thích các đại lượng. Thứ nhất là Y, chính là tổng thu nhập quốc dân. G0 là chi tiêu cố định của chính phủ. Y0 là đầu tư của các hộ gia đình. C là tiêu dùng của các hộ gia đình. T là thuế và các đại lượng y g0 y0 tc được tính theo cùng một đơn vị đo. Ví dụ ở Việt Nam thì chúng ta tính theo đơn vị Việt Nam đồng. Nếu như biết y0 là 300, g0 là 900 thì các bạn sẽ tìm cho thầy trạng thái cân bằng, tức là tính y, c và t sẽ có giá trị là bao nhiêu. Ở ý thứ nhất, đã cho y0 và g0 thì thầy sẽ thay vào mô hình cân bằng đó ta thu được một hệ phương trình có dạng như sau. Y bằng C cộng 300 cộng 900. Phương trình thứ hai và phương trình thứ ba ta vẫn giữ nguyên. Tới đây thầy sẽ chuyển hết Y, C và T sang về trái, còn lại sang về phải thì ta sẽ thu được Y trừ C bằng 1200 này. Phương trình thứ hai là trừ 0,8Y cộng C cộng 0,8T bằng 150. Và cuối cùng là 0,2i trừ t bằng 0. Như vậy, ta có một hệ 3 phương trình với ba ẩn lần lượt là i, c và t. Các bạn sẽ sử dụng máy tính cầm tay và cho thấy biết nghiệm của hệ phương trình này là gì nhé. Chính xác, y sẽ là 3750, c là 2550 và t là 750. Và với các đại lượng ICT này chính là trạng thái cân bằng khi mà Y0 bằng 300 và G0 bằng 900. Tuy nhiên, khi kinh tế suy thoái thì ta sẽ phải thay đổi hàm C thành 150 cộng 0,7 Y T. Và giả sử Y0 vẫn bằng 300, các bạn sẽ tìm cho thầy G0 để ổn định được tổng thu nhập quốc dân. Mà trong trạng thái cân bằng, trạng thái ổn định thì Y bằng 3.750, do đó thầy sẽ thay Y bằng 3.750 vào đây để thu được một hệ phương trình. Chính xác, ta sẽ có chỗ nào có y thầy thay bằng 3750 nhé. Rồi thầy chuyển tất cả các ẩn sang vế trái. Thì ta còn lại C cộng G0 sẽ bằng 3450 này. C cộng 0,7T thì bằng 2775 là phương trình thứ hai. Còn phương trình cuối cùng T bằng 750. Như vậy với t bằng 750, ta thế lên phương trình thứ hai. Các bạn sẽ tính được c bằng 2250 và thế lên phương trình thứ nhất, ta tìm được g0 là 1200. Và đây chính là chi tiêu cố định của chính phủ để ổn định được tổng thu nhập quốc dân. Bài toán này cũng đã kết thúc cho bài học hôm nay của chúng ta. Các bạn đã tìm hiểu được các ứng dụng của hệ phương trình bậc nhất ba ẩn trong các lĩnh vực khoa học là vật lý sinh học hóa học cũng như trong thực tế với bài toán kinh tế cân bằng cung cầu. Thay cảm ơn sự theo dõi của các em và hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo trên online.vn.